trời. Bán mạnh nông đồ côn, bồn chồn khi lái xe. Tết năm nay thì phải khẽ re, làm sao phải né chạy vượt chốt vậy bà con? Để em Hằng chỉ cho một cách nha. Có nhiều sự lựa chọn phương tiện di chuyển cho dịp Tết năm nay, nhưng đi cao tiếp lao sẽ là phương tiện đặc biệt nhất cho dịp Tết này. Tết năm nay, gia đình lựa chọn xe đi du lịch thì đi ca limousine là sự lựa chọn hợp lý. Tại vì xe limousine không gian rộng rãi, các thành viên trong gia đình mình có thể trò chuyện, nói chuyện, ăn uống với nhau ngay trên xe, chỉ trên một chuyến xe mà thôi. Không cần phải đi hai xe chia ra mà phải ý ới gọi nhau người trước người sau. Một chuyến xe thôi mà chở mùa Tết tràn về, âm nhạc giải trí thả ga suốt chặng đường dài. Một chuyến xe thôi mà chuyên chở niềm vui rộn ràng, nhẹ gánh chơi Tết, nghỉ ngơi bất tận. Tìm xe Dika VIP Lodge, du xuân chơi Tết, tìm ngay trên website Dika Limousine. Cùng Dika, đón Tết trải nghiệm, đón Tết đoàn viên.